Thưa quý vị, thưa các bạn, với một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn như Việt Nam, phát triển xuất khẩu bền vững là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra khả năng phát triển xuất khẩu bền vững với những giải pháp căn cơ về phát triển sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng, giá trị sản phẩm xuất khẩu, đồng thời chú trọng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2011-2015 với tốc độ bình quân 17,5% một năm. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ và năm 2017 dự kiến vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xếp Việt Nam ở vị trí 26 trong số các nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi trong việc tạo ra các nhà máy thông minh hay nhà máy số, mà ở đó các thiết bị máy móc thông minh giao tiếp với nhau bằng hệ thống mạng, liên tục chia sẻ thông tin về lượng hàng hóa hiện tại, lượng nguyên vật liệu và những thay đổi trong đơn đặt hàng. Nhờ vậy, chuỗi cung ứng sản xuất sẽ đạt hiệu quả cao nhất về thời gian xử lý, thời gian lưu kho, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và vật liệu. Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ có những đột phá với những giống cây trồng mới có những tính năng thích ứng với tình trạng hạn hán, nước nhiễm mặn hoặc chống sâu bệnh và có năng suất chất lượng cao. Cách mạng công nghiệp 4.0 là một cái xu thế tất yếu. Nó sẽ có tác động đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng, sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động và quản lý. Theo khảo sát thì có thể là giảm từ 30 cho đến 60 hoặc là 70%. Cái thứ hai là tạo điều kiện doanh nghiệp có thể là tiếp cận thị trường mới, doanh nghiệp mới và những cái thiết kế những sản phẩm dịch vụ mới. Cái thứ ba là giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Và cái thứ tư là giúp cho doanh nghiệp có thể là kết nối và tham gia cái chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu mức độ tốt hơn. Một trong những tác động lớn nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất khẩu của Việt Nam là làm dịch chuyển xuất khẩu thông qua phát triển sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần tăng khả năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá trị gia tăng cao hơn. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là vô số thách thức. Các chuyên gia cho rằng trong 10 năm tới sẽ có khoảng 60% giao dịch xuất nhập khẩu được số hóa, trong đó các lĩnh vực viễn thông, nguyên vật liệu sẽ được áp dụng nhiều nhất. Để áp dụng, doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi về mô hình kinh doanh, tổ chức quản trị, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn cho các công nghệ thông tin và do đó những rủi ro công nghệ tăng cao. Bên cạnh đó, tiềm ẩn sự cạnh tranh tinh vi và khốc liệt giữa các doanh nghiệp, xu hướng phát triển của tiền điện tử sẽ tác động đến hệ thống thanh toán và thị trường tiền tệ. Tôi cho rằng là có 4 việc doanh nghiệp trong nước cần phải làm. Cái thứ nhất là cần phải nhanh chóng đổi mới công nghệ để có thể là qua đó nâng cao năng suất lao động và qua đó là cải tiến cái quy trình. Thì vấn đề thứ hai là thay đổi cái mô thức về quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp. Và cái thứ ba là chủ động và tích cực hơn tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI. Cái cuối cùng là về nguồn nhân lực. Có lẽ nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong nước cũng cần phải tập trung để mà nâng cao chất lượng, đặc biệt liên quan đến kiến thức về công nghệ mới, về sản phẩm dịch vụ, về pháp lý. Giờ cách mạng 4.0 cũng mới chỉ là cái trên cái góc độ là gọi là start up, tức là bắt đầu đang tiếp cận và để mà thay thế được sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay thế các cái máy móc hoặc thay thế các cái con người thì tôi nghĩ là cần một cái quá trình, các doanh nghiệp Việt Nam thì cần phải chuẩn bị một cái nguồn lực tài chính nhất định. Các cái doanh nghiệp mà để tồn tại và phát triển thì phải liên tục phải thay đổi, liên tục phải đổi mới. Bắt buộc là phải thay đổi theo cái xu thế của thị trường, xu thế của thế giới để đảm bảo được rằng là chúng ta có thể cạnh tranh được với khách hàng. Tại cuộc hội thảo cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tăng trưởng xuất khẩu do Cục Xuất khẩu Báo Công Thương phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Tư nhân vừa tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khẳng định với một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và có độ mở như Việt Nam, phát triển xuất khẩu bền vững là nhiệm vụ quan trọng. Nó đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nói chung và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Hiện các bộ ngành đang triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đảm bảo Việt Nam không bỏ lỡ con tàu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bộ Công Thương với chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, luôn mong muốn được nghe những chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp về áp dụng triển khai thực tế cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và phương thức để doanh nghiệp Việt Nam bắt kịp và tận dụng được những lợi thế từ cuộc cách mạng này.